Đấy, phần này đúng không? Phần này không? Tính phần này đúng không? Tính được không? Tính được không? Hơi khó chút xíu nhỉ. Thôi thông thường mình lấy khoảng tầm là 1/3 đến 1/4 nhá. Được chưa? 1/3, 1/4 thế này. Cái này là góc alpha đúng không? Đấy, thường thường người ta lấy này, ví dụ độ dài này. Đấy, cos của này đúng không? Nhân với cái này 1/15, nhưng mà tính theo radian này, 15 chia cho 360 đúng không ạ? 15 chia 360 này nhân với pi. Đó. Thì mình tính khoảng tầm 1/3 đến 1/4 cái góc đó. Như góc 15 độ thì mình cần từ là khoảng tầm gần hơn 3, mấy này, 3,75 đúng không? Đến 5 mm. Được chưa? Đúng không ạ? Chia cho 4 xem là bao nhiêu. 15 chia 4. Đúng không? Được 3,75 đúng không? Đến 5 mm, được chưa? Tính khoảng từ 1/3 đến 1/4 cái góc độ này. Được chưa? Đấy khoảng, nếu không mình tính theo khoảng cách từ răng này đến này này. Được không ạ? Đây là những cách mình tính trên phim nhá, mình tính trên phim X quang. Tùy theo cái chuyển động của mình như nào, đây là chuyển động ở chóp chân răng này, chuyển động ở ví dụ như là nó xoay như thế này nó khác đúng không? Thì thông thường cái công thức chung ấy mình lấy khoảng tầm 1/3 đến 1/4 cái góc độ này là được. Mình chia 4 đến chia 3. Chia 4 thì được cái này và chia 3 được cái này. Thế kéo luôn khoảng tầm 4 đến 5 ly không? Hình dung đúng không ạ? Đó, đây là cách để mình tính nha. Xem kéo lùi đóng cửa bao nhiêu mm. Còn bây giờ mình có cái website rồi, dễ nhất mô phỏng về nó. Xem bệnh nhân ok chưa? Còn bây giờ thường là khi mà mình có thời gian mình tư vấn các bạn bệnh nhân ấy, là mình sẽ làm cho bệnh nhân mấy cái phương án kéo lùi đóng cửa 3 ly, kéo lùi đóng cửa 5 mm này, để dùng các neo chặn khác nhau ấy, để cho bệnh nhân lựa chọn. Đôi khi đấy thẩm mỹ của mình nó sẽ khác thẩm mỹ bệnh nhân nha. Mình thấy ở kéo lùi ra vào là 30 mm là mình thấy đẹp rồi. Nhưng có một số bệnh nhân thích tây tây hơn chút xíu, thích mó mó này. Đúng không? Thì bệnh nhân thích kéo vào nhiều hơn. Đó. Thường là mình sẽ làm những cái mô phỏng như vậy là dễ nhất. Có nhiều cách nhá. Một là xem cái phim này, hoặc xem cái mẫu này, hoặc xem cái mô mềm để mình làm được cái này. Mình biết được kéo lùi bao nhiêu mm. Rồi làm một cái ca khác nhé. Một ca khác xem nhé. Như bệnh nhân này à. Bệnh nhân này nhìn hơi hô đúng không? Tươi không? Tại ví dụ răng này, mình cần là hàng tiên là thiếu khoảng mấy ly? Rồi mình tính xem nhé, bây giờ mọi người tính xem cho bệnh nhân này cần là cái cân bao nhiêu khoảng. Khoảng làm đều này. Thứ hai là khoảng làm phẳng này. Thứ ba khoảng này kéo lùi này. Tổng là bao nhiêu này? Tổng cần là bao nhiêu nhá? Mình tính khoảng trước đấy nha, sau chút xíu nữa là mình tính là làm gì để có cái khoảng đó. Đầu tiên mình cần tính cái mình cần có đó. Cái mình cần đó, sau tí mình tính xem làm bằng cách nào. Bạn nhận tính nhé, một phút tính được không? Thứ nhất là mình làm thiếu khoảng nữa đó, mình làm tính phần thiếu khoảng nữa đó. Đây con speed rất là bình thường, mình không cần làm phẳng. Mình chỉ cần tính là khoảng thì cần làm đều thôi. Và thứ hai tí là xem cần kéo lùi mấy ly. Con chia này nhìn ước lượng khoảng tầm 20 mét đi. Ví dụ giả sử trục răng cửa trên khoảng tầm là 120 độ, trục răng cửa dưới khoảng tầm là độ cắn chìa và đang tính là một trên đúng không? Ừ. Độ cắn chìa khoảng tầm 20 mét đi. Đó, cứ coi độ cắn chìa 20 mét, trục răng cửa trên so với SN khoảng tầm là 120 độ, trục răng cửa dưới so với mặt bằng dưới khoảng tầm là 102 độ, đúng không? Cái đấy mình đo được đúng không? Ví dụ các cái góc như vậy, người ta cho các góc như vậy đi, đúng không? Ăn chìa nhá, ăn chìa này tầm 20 mét, trục răng cửa trên và SN này. Đấy, thường cái mình hay dùng này. Ví dụ là 120 độ, bệnh nhân này mình đo 120 độ, trục răng cửa dưới đến mặt phẳng hàm dưới 102 độ. Đó, mình xem là mình cần kéo lùi bao nhiêu ly để mình tính ra tổng khoảng bệnh nhân là cần là bao nhiêu, hàm trên bao nhiêu, hàm dưới bao nhiêu. Những cái này hoàn toàn mình đo được đúng không? Hoàn toàn mình đo được trên lâm sàng, mình khám mình phát hiện ra được. Được rồi, cho 2 phút đi nhỉ. Mấy anh em không làm hả? Phải tính cái. Thế này nhìn thấy được không? Hay bệnh nhân này cần mấy mm khoảng? Hay từ cái khoảng này mình mới biết là cần làm gì cho bệnh nhân nhé. Nhưng mà hôm mình cứ bảo nong hàm cắt kẽ di xa nhổ răng các kiểu thì còn nó là chỉ một phần thôi. Nhưng mà sau khi mình cần tính khoảng này, mình sẽ có cái chỉ định nó đúng hơn.
nó đầy đủ hơn. Đây là ước lượng thôi nha, còn thêm thực tế mọi người phải phải đo cái độ ăn chia và phủ các kiểu của bệnh nhân đúng không? Nhớ mới đúng được. Xem bệnh nhân của mình thiếu bao nhiêu, cần bao nhiêu khoảng. Thì sao mình mới giải thích được cho bệnh nhân tại sao mình làm như vậy đúng không? Thế không là cũng bảo cái ca của em là theo kinh nghiệm của anh thế này, kinh nghiệm của anh thế kia, người ta không quan tâm nhiều kinh nghiệm của mình đâu. Bây giờ có cái website nó tiện hơn, mình hãy làm mô phỏng ở đó, xem kéo lùi răng mấy ly, kéo lùi môi mấy ly, thì đó làm nó dễ hơn nhiều. Đấy, bệnh nhân là người quyết định luôn thế nào là đẹp cho người ta đó. Châu xong chưa Châu? Mấy ly hàm tiền thứ nhất là khoảng thiếu khoảng mấy ly này, thì em hàm tiền thiếu khoảng mấy ly? 3 ly rồi. Hàm dưới 4 rồi, cái này coi như không nhá. Hàm tiền cần kéo lùi mấy ly? 4 ly. Hàm dưới mấy? 3 rồi. Thế tổng khoảng hàm tiền em cần là bao nhiêu? 11. Hàm dưới 10 rồi. Lý do tại sao hàm tiền kéo lùi 4 ly, hàm tiền kéo lùi 3 ly? Hàm tiền là kéo lùi 15 độ. Ừ. 15 độ, rồi. Hàm dưới thì tầm 10 độ. Tầm 10 độ. Làm sao biết tầm 10 độ? Em trừ lấy 90, trừ 120, trừ lấy 90. Thì là mà tầm 10 độ. Tầm mấy độ? 12 độ. Thì cái này ví dụ giả sử nhá. Một là cái này mình kéo vào là 15 độ đúng không? Đó, cái này là 12 độ đúng không? Trừ đi ra 10 độ, tổng đi tổng trừ đi rõ ràng, số rõ ràng. À, thế thì khi đó là tính ra, ok, đem chia 4 đúng không? Tới mỗi cái em chia 4. À, cái này là khoảng 4 ly, cái này là khoảng 3 ly đúng không? Nếu như vậy sau cùng độ bắn chia bệnh nhân sẽ là bao nhiêu? 30 mét, ok không? Cũng được đúng không? Ok, có thể xem nhé. Thứ nhất là mình chỉ cần tính một cái thôi. Giả sử mình muốn lấy làm dưới làm chuẩn ạ, mình kéo lùi 12 độ, tức mình kéo lùi 30 mét thì hàm tiền kéo lùi mấy ly? Nếu đồ ăn chia là 2 ly thì có thể hàm tiền kéo lùi 3 ly. Thì đúng không ạ? Đó, đây là cách mình làm nhé, để sau cùng để mình đạt độ ăn chia 2 ly. Còn nếu mình muốn đạt độ ăn chia 3 ly thì trong trường hợp là cái răng cửa này nó đang bị chìa này, nó đang bị dày với mặt trong nhà hàng này, thì độ ăn chia phải tầm 30 mét nó mới đẹp chẳng hạn. Ok, mình để 3 ly nhá. Còn nếu không mình để này. Như thế này chắc chắn là hàm tiền kéo lùi bao nhiêu hơn không? Đúng không ạ? Hàm tiền cái lùi 4 ly mà hàm dưới cái lùi 3 ly, sau này độ gắn chia bao nhiêu? Gắn chia bao nhiêu? 3 hay là 1? Ban đầu độ gắn chia là 2 ly này. Bây giờ hàm dưới mình kéo lùi 3 ly, hàm tiền cái lùi 4 ly. Thì hàm tiền lùi nhiều hơn không? Thế sau thành bao nhiêu? Còn độ gắn chia em còn có 1 ly thôi. Đúng chưa? Thế trong trường hợp đó, ok, hàm tiền kéo lùi 3 ly thì hàm dưới cái lùi 3 ly, hàm tiền cái lùi 4 ly thì hàm dưới cái lùi 4 ly. Hoặc hàm dưới kéo lùi nhiều hàm tiền một chút xíu, nửa ly đến một ly, được không? Thế không phải khi nào là những con số này nó cũng hoàn chỉnh hết, do cái xương hàm dưới nó xoay đấy mà, đúng không? Đó, cho nên là hoặc là xương hàm dưới nó hơi lùi chút xíu, tức là trục răng cửa hàm dưới và mặt phẳng dưới nó đẹp rồi, nhưng cả toàn bộ bị lùi này sao? Thấy dung được không? Đây, do đó mình phải đảm bảo độ bắn chìa khoảng tầm 20 mét thôi. Nhưng trường hợp này nếu kéo như vậy thì nó sẽ bị là thiếu độ bắn chìa, thì khi đó là các răng cửa nó bị chìa thế này đâu? Tại sang chân cấp cắn một cánh cửa không? Sau này răng cửa nó bị chìa ra nhé, bị khe thưa. Nó giống như cái bạn trước các bạn này không? Có cái khe thưa của cánh cửa mà người thấy mà nó thiếu độ bắn chìa không? Rất hay gặp nhé. Nó khi mình khám mình kiểm tra mình sờ tay này, thấy nó rung rung răng cửa này. Đúng chưa? Hoặc là cứ khe thưa càng ngày càng bị chìa ra này. Đó đó mọi người để ý nhá.
Đây là kéo đùi, nếu nâng cửa ở dưới mình kéo đùi 3 ly thì nâng cửa trên cũng 3 ly thôi, được chưa ạ? Nếu vậy thì cần khoảng hàm trên là bao nhiêu ly? Nếu vậy mình cần khoảng hàm trên là bao nhiêu ly? Mấy? 9. Ví dụ mà thấy nha. Đúng không? Đây là ví dụ thôi, còn nếu mà thực tế là mình phải đo nha, phải đo từng cái nó mới chính xác được nha. Còn cái này mình ước lượng đúng không? Ước lượng có thể là đúng hoặc sai, nó sai lệch nhiều hay ít, được chưa ạ? Ok, đây là bây giờ mình đi tiếp. Thứ nhất là mình tính được khoảng chưa ạ? Mình tính được khoảng cần cho bệnh nhân chưa ạ? Là mình biết qua cách tính nha. Cách tính xem ở liệu bệnh nhân này mình cần bao nhiêu khoảng. Đây bước 1 á, cần bao nhiêu khoảng cho bệnh nhân này. Tức khoảng để làm đều, làm khoảng và để kéo lùi ra cửa giảm hôi cho bệnh nhân. Được chưa ạ? Nếu giả sử bệnh nhân mình hôi nhiều thì cái này nhiều này, cần kéo lùi nhiều thì phải cần nhiều khoảng hơn. Hoặc ví dụ bệnh nhân của mình răng mà lệch là khớp hành nhiều cũng cần nhiều khoảng. Ngày xưa mình bị sai một cái, tức là mình chỉ tính khoảng là mình chỉ tính khoảng để làm đều thôi, để xem độ chen chúc nhiều hay ít, xong mình quyết định nhổ răng không nhổ răng hay cắt kẽ dây xà. Sau mãi sau mới thấy là khi mình học như vậy, nhưng mà khi mình thấy thầy cô làm nhiều ca bệnh nhân răng lệch lạc rất ít nhổ răng, còn có ca lệch lạc nhiều lại không nhổ răng đó. Sau mình mới hỏi tại sao vậy. Khi mà mình được học ấy thì cũng nói là bệnh nhân bị lệch lạc thiếu khoảng nhiều thì nhổ răng, mà lệch lạc thiếu khoảng ít thì không nhổ răng. Nhưng khi mình thấy là có ca lâm sàng nó không đúng như vậy, sau mình mới nghĩ là cái khoảng đấy cần để mình kéo lùi ra cửa các kiểu nó mới là nhiều. Còn khoảng làm điều đó khoảng chỉ là một phần trong đó thôi. Thế có ba cái mình cần quan tâm nhá: làm đều, làm phẳng và kéo lùi, được chưa? Ok, phần này mọi người hỏi gì không ạ? Xong chưa? Gọn chưa? Được nhá. Đây là khi mình tính là xem cần bao nhiêu khoảng nhá. Sau đây, cái phần thứ hai là mình tính làm thế nào để có được từng này khoảng. Được chưa? Làm thế nào để có được từng này khoảng? Đầu tiên mình tính là mình cần bao nhiêu đã, xong mình đi vay đi mượn hay làm gì đó để ra đúng không? Hay cướp ngân hàng để ra cái phần này đúng không? Đấy, mấy bác cứ bảo là xem nhà cứ cho ta vay ít là vay bao nhiêu, vay bao nhiêu đó mày có bao nhiêu, phải xem mày muốn bao nhiêu đã, được chưa? Thế bây giờ mình cần cho bệnh nhân này bao nhiêu khoảng, sau đó mình tính ra xem là mình làm những cái gì. Tức mình có khi đó mình tính ra cách để mình tạo khoảng này, cách để mình tạo ra cái khoảng đó cho bệnh nhân. Thứ nhất mình có thể làm rộng cung răng đúng không ạ? Rộng cung răng thì có hai cách để làm rộng cung răng đúng không? Một là làm rộng cung răng, thứ hai là làm nhỏ bớt các răng thôi. Làm rộng cung răng thì làm bằng cách nào? Theo chiều nào? Chiều nào đúng không? Tức là tăng cái kích thước hiện có đúng không? Tăng cái khoảng hiện có không ạ? Thứ hai là giảm khoảng cần có. Tăng khoảng hiện có là làm gì? Mở rộng cái đà đúng không? Mở rộng ra. Hoặc là đây theo chiều ngang, là làm rộng cung răng theo chiều ngang đúng không? Nóng rộng. Thứ hai là làm gì? Thứ hai là di xa này đúng không? Đẩy các răng ra phía xa, tức theo chiều dọc đúng không? Theo chiều trước sau. Được chưa? Theo chiều trước sau là nó đẩy ra phía sau này, hoặc chìa cửa ra đẩy ra phía trước, đẩy ra phía sau đúng không? Là tăng chiều dài đúng không ạ? Tăng chiều rộng hoặc tăng chiều dài thì tăng cái khoảng mình có không? Khoảng mình đang nói không? Tăng kích thước cung hàm ấy, được chưa? Thứ nhất làm rộng cung răng theo chiều ngang mình làm bằng cách nào? Như là quay lại hôm trước học rồi, nóng nhanh, nóng chậm. Còn gì nữa không? Đây thì cũng mở rộng rồi, còn gì nữa không? Đây một vài cách trước đã. Ok, tức là mình làm thế nào cho rộng ra đúng không? Thứ nhất là lực nong từ bên trong, lực đẩy từ bên trong ra, lực của khí cụ, lực của lưỡi hay gì đó từ bên trong ra, được chưa? Thứ hai lực từ bên ngoài vào. Bên ngoài vào có thể từ dây cung này, hoặc các lệnh mình bẻ dây, hoặc các khí cụ đúng không? Hoặc mình cắm vít các kiểu mình kéo, được chưa? Hình dung không ạ? Đó. Thứ hai đẩy ra phía sau. Đẩy ra phía sau là mình di xa đúng không? Đẩy răng hàm ra phía sau. Đẩy ra phía trước được không? Chỉ đóng cửa ra thêm được không? Nó có làm tăng chiều dài cung răng không? Có, nhưng mà có vi phạm gì không? Vấn đề gì không? Nó có một cái là lúc nãy mình tính kéo lùi đóng cửa rồi thì không có tính cái này nữa, không tính làm chỉ đóng cửa này nữa, mà mình tính lúc nãy rồi cái phần cần khoảng kia, được chưa? Cho nên trong trường hợp này mình lại bỏ qua phần là làm chỉ đóng cửa ra nhé. Tức đợt trước ngày xưa mình bị sai chỗ này, tức là ban đầu mình tính là khi mình phát hiện ra kéo lùi đóng cửa rồi nhưng sau vẫn có cái này làm chỉ đóng cửa ra, thì tự nhiên mình tính khoảng mình kéo lùi đóng cửa vào sau lại làm chỉ đóng cửa ra là không hợp lý. Do đó bỏ qua phần này, bỏ qua phần đi ra trước nha, được chưa? Chỉ có một là nong động theo chiều ngang hoặc di xa để tăng cái kích thước cung hàm mình lên không, được chưa? Đây cái phương án thứ hai nữa. Thôi tao cần bây giờ tao cần 10 triệu nhưng mà thằng bạn có 8 triệu thôi thì phải cắt giảm chi tiêu của mình. Thế cái giảm cái mình cần có đúng không? Thứ nhất là thu nhỏ các răng của mình lại là gì ạ? Thu nhỏ răng là làm gì ạ? Cắt kẽ đúng không? Thì cắt kẽ đó là thu nhỏ cái răng của mình lại. Thứ hai là gì?
thôi bỏ bớt đi, rồi bây giờ mày muốn là ăn tiêu từng đấy, đi chơi từng đấy, thôi bỏ bớt một khoản đi, thôi nhổ bớt răng không, được chưa? Đấy là những cách mình làm này. Một là lao động răng hoặc di xa này, là tăng kích thước công răng. Thứ hai là thu nhỏ răng lại bằng cắt kẽ hoặc nhổ răng. Ok chưa? Bây giờ mình xem lựa chọn cái nào. Lựa chọn cái nào nhé. Thứ nhất, lao động răng thì hôm tuần trước có nói rồi, mấy cách lao động răng đúng không ạ? Bây giờ nói qua chút xíu này thôi, nói qua thôi nhé. Hôm sau trong phần chỉnh nha tăng trưởng mình học kỹ hơn phần hàm long này nữa. Hôm trước có nói rồi, đúng không? Có thể long này chỉnh nha lòng xương lòng răng đúng không? Thứ nhất là mình xem này, những cái chỉ định nóng răng này, nóng hàm này liên quan đến việc độ rộng của cung răng, kích thước cung hàm tính như thế nào ạ? Tính như nào thì kích thước cung hàm tính như thế nào? Quên rồi, thỉnh thoảng nói câu gì nó khác tí được không?